Thưa quý vị, cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo là một chủ trương đã được cụ thể hóa tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bình Định, nơi mà các hộ nghèo là cựu chiến binh được hỗ trợ chính sách, vốn, con giống để thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Để có vốn đầu tư vào 8 hectare rừng, ông Huỳnh Ngân, thương binh hạng 4/4, đã vay nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm với số tiền 50 triệu đồng. Ngoài công việc chính là đầu tư trồng rừng, ông còn nuôi ong lấy mật. Hiện tại gia đình ông đang nuôi 350 đàn ong, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Trong cái nguồn vốn xây đó thì nó làm được cái gia đình một đúng mục đích và đã yêu cầu của gia đình và thấy là cũng có sự phát triển. Giải quyết được vấn đề là việc làm rồi là giải quyết công việc trong hộ gia đình, giải quyết được vấn đề khó khăn. Trước đây chúng tôi hàng trăm hộ nghèo, nhưng đến năm 2020 thì chúng tôi là không còn hộ nghèo. Tỉnh Bình Định đặc biệt tập trung mọi nguồn lực để cho vay các đối tượng là người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh. Trong 6 tháng đầu năm, dư nợ ủy thác qua Hội Cựu Chiến binh là hơn 700 tỷ đồng. Thì qua kết quả đạt được thì nói chung là nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đã đầu tư sản xuất kinh doanh, rồi tạo việc làm, tạo sinh kế. Tại tỉnh Bình Định, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội Cựu Chiến binh giảm còn khoảng 3,6%, hộ cận nghèo giảm còn khoảng 3%, số hộ khá, giàu tăng lên gần 60%, 7 trên 11 huyện, thị xã, thành phố không còn hội viên nghèo.